Hello, welcome to my channel. Welcome to my YouTube channel. My name is Hoàng Mỹ. And my stage name is Hoàng Mỹ Piano. I'm a singer. Right. I'm going to show you my collections, my makeup collections, yeah? My skincare collection. Today I'm very tired, so I was feeling sleepy. This brand is Garden. This is the other bag. This is another bag. This one's black color. This one a bit like red color. Yeah, man. Rồi bên này trong này có như này đây à. Trong này là đồ của hãng Lancôme rồi. Inside here is Lancôme stuffs. So lipstick. This one is lipstick, red one. Smells so yummy. Lipstick. Cái này là nên cho eyeglass, nên cho con mắt, eyeglass. Three items already. Mascara, 4 items. Mini, cái này là rửa mặt. Cái này là toner, bật toner nha. Quang lăng thơm. Xinh nha, xinh quá đi. Cái này nữa nè. Rồi bây giờ ta truyền cái này. Xin được 3 miếng nha. Cái này là serum. Rồi hũ lăn cơm nữa nè. Cura, a sub cream. Cái này cũng là cái này kem. Cái kem made in Italy, ngoài là của New York. Số 015. Hết rồi. Xong một túi nha. Giờ qua túi khác. Tiếp tục. Đây là hộp hơn. £149. Only this one. Rồi dùng mở nha. Cái này của hãng cho là bể cho mở đây cho nên nó nhanh nha. Rồi trong này mình có cái này, cái cọ này xinh quá. Rồi mở ra phần nha. Bây giờ mình sẽ mở ra phần ra nha. Bên này có bạn hướng dẫn. Hướng dẫn là cái kem. Đẹp quá nhỉ.
rose bow. So my sole. See you in next video, yeah? So this one quite many. Hope you enjoy the video and please subscribe, follow me. Thank you very much. May God bless you and your family. Bye.